Xin chào quý các bạn, và như vậy là trong phân khúc xe đạp hạng D tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ thực sự sôi động trở lại khi Toyota Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã bắt đầu giao tới tay khách hàng với giá bán dành cho hai phiên bản 2.0G và 2.5Q lần lượt là 1 tỷ 029 triệu và 1 tỷ 235 triệu. Rõ ràng nếu như xét về phân khúc thì Mercedes-Benz C200 và Toyota Camry thuộc hai phân khúc hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong video này, mời các bạn cùng tìm hiểu và so sánh hai dòng xe đang giành rất nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam. Với hai mức giá chênh lệch nhau khoảng 200 triệu đồng, xe sang Mercedes-Benz C200 thế hệ mới nhất tại Việt Nam với giá bán khởi điểm từ 1 tỷ 499 triệu đồng. Chúng ta cùng nhau xét về yếu tố ngoại thất trước. Hiện tại thì Toyota Camry 2019 xuất hiện tại Việt Nam sở hữu thiết kế giống chiếc từng được ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 10 năm 2018. So với phiên bản cũ thì Toyota Camry 2019 gần như được lột xác hoàn toàn về phần ngoại hình. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất khí động học hơn, với lưới tản nhiệt được mở rộng, cụm đèn pha thanh mảnh và chân xe được dốc về phía đằng sau. Xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.885mm, 1.840mm và 1.445mm, chiều dài trục cơ sở 2.825mm. Trong khi đó thì Mercedes-Benz C200 2019 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thuộc phân khúc xe hạng sang. Đương nhiên, Mercedes-Benz C200 được khoác lên mình một ngoại hình sang trọng, lịch lãm, đúng chất thương hiệu xe sang của Đức, nhưng vẫn không kém phần thể thao và mạnh mẽ. Đặc biệt, so với phiên bản tiền nhiệm thì Mercedes-Benz C200 2019 được tái thiết kế theo hướng khỏe khoắn và tinh gọn hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.686mm, 1.810mm và 1.442mm, chiều dài cơ sở 2.840mm. Và như vậy thì chiều dài cơ sở của C200 đã có phần nhỉnh hơn so với cả Toyota Camry 2019. Nếu như chúng ta đặt hai chiếc xe này cạnh nhau thì các bạn có thể thấy rõ ràng ngay là C200 2019 sở hữu một ngoại hình thon gọn hơn so với Toyota Camry 2019. Khi mà chúng ta cùng nhau tiến vào không gian nội thất của hai chiếc xe này thì các bạn có thể thấy ngay rằng là cái cách thiết kế khoang nội thất của chiếc Mercedes-Benz C200 luôn luôn cho chúng ta sự ấn tượng mạnh, bởi vì cái phong cách thiết kế không gian nội thất rất là sang trọng và đầy ắp những công nghệ hiện đại. Vì thế nhiều người dùng có điều kiện thường chọn Mercedes-Benz C200 theo tiêu chí ăn ngon và mặc đẹp. Tại thị trường Việt Nam thì Mercedes-Benz C200 2019 được trang bị tay lái với thiết kế mới, tích hợp hai nút điều khiển cảm ứng trên tay lái với cái tên là Touch Control Button, giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Ví dụ, các tính năng như là ga tự động Cruise Control, giới hạn tốc độ, Speed Limit nay cũng được tích hợp lên trên tay lái. So với cả những thế hệ trước đây được tích hợp ở đằng sau, tay lái có phần điều chỉnh nó khó hơn. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị màn hình trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói. Thêm vào đó thì C200 cũng đã có thiết kế chìa khóa và nút khởi động sang trọng, tinh xảo. Mặc dù phần lớn người dùng Việt Nam thường chọn mua các mẫu xe của Toyota theo tiêu chí là ăn chắc mặc bền, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng là Toyota Camry 2019 được trang bị rất nhiều những cái tiện nghi cũng như là những công nghệ. Cụ thể là không gian nội thất của Camry 2019 nổi bật với một số trang bị như điều hòa tự động 2 vùng tiêu chuẩn và 3 vùng tùy chọn cả trên phiên bản cao cấp là bản 2.5Q ạ. Camry 2019 thì cũng sở hữu hai màn hình, trong cụm đồng hồ là màn hình 7 inch và màn hình trung tâm là dạng cảm ứng 8 inch. Nội thất bản cao cấp nhất thì được bọc da và ốp chất liệu giả gỗ nhưng mà có những cái vân nhìn rất là đẹp mắt. Hệ thống giải trí T-Connect Telematic kết nối với người dùng. Hệ thống âm thanh JBL 9 loa. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng, toàn bộ các ghế được bọc da cao cấp. Hàng ghế sau được thiết kế đơn giản, phiên bản cao cấp nhất được trang bị cụm điều khiển dạng cảm ứng được tích hợp ở ngay bệ tì tay. Đấy là một cái điểm rất hay ở trên Toyota Camry 2019. Và cũng có thể nói là cái điểm này là cái điểm đánh giá vượt trội hơn so với cả Mercedes-Benz C200. Xét về khả năng vận hành thì Toyota Camry 2019 với phiên bản 2.5Q thì sẽ được trang bị động cơ 2.5 lít 4 xi lanh, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 235 Nm. Trong khi đó thì cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz C200 2019 là động cơ xăng i4 1.5 lít tích hợp hệ thống Hybrid EquiBoost, lấy cảm hứng từ xe đua F1 của đội Mercedes-Benz AMG Petronas. Sản xi công suất tối đa là 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 300 Nm. Như vậy thì xét về khả năng vận hành thì Camry 2019 2.5Q
cũng vẫn có phần thiệt thòi hơn so với cả C200 2019. Thêm vào đó thì động cơ của Mercedes-Benz C200 2019 lại là loại tăng áp thêm được cái bộ đề điện EquiBoost sẽ góp phần mang đến cho người dùng trải nghiệm tăng ga thích ứng hơn so với cả Toyota Camry 2019. Còn các bạn chọn Toyota hay chọn Mercedes-Benz? Hai dòng xe này các bạn chọn dòng xe nào thì các bạn hãy comment ngay phía dưới video của Auto Daily. Cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để chúng ta cùng nhau thảo luận chia sẻ nhiều hơn về những mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.